Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 8 Ước lượng và làm tròn, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 2, bộ sách Cánh diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm chúng ta rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 57 nào. Đấy, chúng ta sẽ vào với bài toán mở đầu nè. Bản tin của Tổng cục Du lịch ngày 30 tháng 9 2019 nè, như sau. Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt là 12,9 triệu lượt. Theo thống kê chi tiết thì số lượt khách trong 9 tháng đầu năm là bao nhiêu? 12.872.506. Đó mà người ta ước này. Vậy thì cái bạn tròn này bạn thắc mắc này. Tại sao trong bản tin có thể dùng số này 12,9 này thay thế cho số này? Vậy thì đây chính là gì? Ước đạt tức là gì? Chúng ta sẽ nằm trong cái ước lượng, ước đạt tới cái việc đó, đúng không các em? Vậy thì để hiểu hơn nữa về cái việc mà tại sao chúng ta có thể dùng được như thế này và chúng ta dùng ước lượng, ước đạt như thế nào, đó, thì chúng ta sẽ vào cái phần thứ nhất làm tròn số nhé. Như vậy chúng ta sẽ đến với hoạt động số 1 nào. Đó là làm tròn số 2.643.235. Đó. Câu A này, chúng ta sẽ làm tròn đến hàng nghìn và câu B sẽ làm tròn đến hàng gì? Hàng triệu. Đấy, như vậy thì ở tiểu học thì chúng ta đã có thể làm tròn một số gì? Nguyên, đúng không? Đến một hàng nào đó, đúng không? Chẳng hạn này, số này, số ở trên đúng không? Chúng ta làm tròn đến hàng gì? Hàng nghìn thì như sau này. Đấy, cam đếm từng cái bước người ta làm nhá. Như vậy này, đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này. Nghìn ở đây tức là số mấy đây? Số 3. Đấy, hàng chúng ta phải làm tròn. Vậy thì ở cái hàng làm tròn này này, chúng ta phải đánh dấu nó nhé. Sau đó mình sẽ xem này. Tìm chữ số hàng nghìn làm hàng làm tròn. Tìm chữ số hàng trăm. Đấy, hàng trăm tức là đứng ở bên đâu? Đứng bên phải của hàng làm tròn và so sánh chữ số đó với 5. Nếu nè, nếu mà cái số đó nè mà lớn hơn 5 thì chúng ta có thể gì? Cộng được lên một đơn vị, đúng không? Nếu nhỏ hơn 5 thì sẽ làm sao? Có cộng không? Không cộng thì tất cả này chúng ta giữ nguyên và sẽ làm sao đây? Ghi ở phần còn lại đây là gì? Số 0 hết nè, đúng không? Đấy. Như vậy thì đây là cái nguyên tắc làm tròn, các em có thể tự đọc bởi vì ở đây người ta đã hướng dẫn rất là kỹ chúng ta rồi. Được chưa? Vậy thì cái số đây này, thầy chỉ nói nhanh nè. Cái số 2 này nè, nó đứng ở bên gì? Bên gì? Bên phải này. Số 2 này nè, nó nhỏ hơn số 5. Nên làm tròn cái này đến hàng nghìn, chúng ta vẫn giữ là 2.643.000. Vậy thì ba cái số này, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị đây này, nó thành ba số 0 hết nhá. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Vậy thì nhớ đây là số gì? Số nguyên. Tương tự như vậy thì làm đối với hàng triệu. Vậy thì hàng triệu ở đây là số mấy? Số 2. Bên cạnh nó đây là số mấy đây? Số 6 này. Vậy thì số 6 này này, các em thấy nó lớn hơn số 5 này. Đấy. Nên thằng này sẽ được làm sao? Cộng thêm một đơn vị cho hàng gì? Hàng triệu. Đó, chúng ta sẽ ước đạt khoảng là gì? 3 triệu. Đúng không? Đấy, hiểu chưa? Vậy thì đây là đối với số nguyên nhé. Các em có thể tự đọc thêm cho nó dễ. Rồi, vậy quay lại ở đây. Đối với bài toán này là phần thập phân đúng không? Thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo đã, thì mới đến phần thập phân làm tròn như thế nào. Rồi, và ký hiệu nào. Ký hiệu làm tròn đây các em. Ký hiệu nào, đọc là gần bằng hoặc là xấp xỉ. Đấy, gần bằng hoặc xấp xỉ nhá. Được chưa? Nhận xét nào.
Để làm tròn một số nguyên có nhiều chữ số đến một hàng nào đó, chúng ta làm như sau. Nếu chữ số đứng ngay bên phải này, hàng làm tròn nhỏ hơn 5, thì ta thay lần lượt các số đứng bên phải hàng làm tròn đó bởi số gì? Số 0. Đó. Và nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5, thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn đó cũng bởi chữ số 0, rồi cộng thêm mấy? Thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn. Đó. Ví dụ, giống như số vừa nãy chúng ta đã làm rồi, đúng không? Và đây là hai cái số nữa trong ví dụ số 1 đây, em có thể tự đọc thêm. Bây giờ để hiểu hơn á, thì chúng ta sẽ tiến vào làm cái bài thực hành này nhé. Đây, bài thực hành số 1 này. Hay là vận dụng 1. Làm tròn số này. Số người ta cho này. 3, 2, 1, 9, 1, 2. Người ta yêu cầu mình làm tròn đến hàng chục nghìn. Đó, câu A này đến hàng này, hàng chục nghìn nhá. Như vậy các em đếm nè. Hàng chục nghìn nè, đơn vị nè, chục nè, trăm nè, nghìn nè, chục nghìn nè, đúng không? Vậy thì đây là hàng gì? Hàng chục nghìn. Số mà chúng ta làm tròn đây là số mấy? Số 2. Đứng bên phải của số 2 này, số 1 nè, chúng ta thấy nó so với số 5 nó nhỏ hơn số gì? Số 5 nè. Đấy, vậy chúng ta dựa ở đây nè. Nếu hàng làm tròn nè nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các số đứng bên phải hàng làm tròn bằng chữ số 0. Như vậy thì đây, hàng làm tròn đây này, nhỏ hơn 5. Như vậy thì tất cả những cái này chúng ta sẽ thay bằng mấy? Bằng chữ số 0 hết, đúng không? Bên phải của nó đây, từ đây, đây là sẽ số gì? Số 0 hết. Được chưa? Đó. Như vậy thì theo nguyên tắc thì đây sẽ là gì? 0, 0, 0, 0. Và đây vẫn là 3, 30 mấy, 32. Vậy thì số này chúng ta được làm tròn là bao nhiêu? 30 mấy nghìn các em? 32 nghìn. Đúng chưa? Hiểu chưa nào? Được chưa nào? Đó. Như vậy đến đây chúng ta sẽ làm tròn là... À xin lỗi, đây vẫn là 321 chứ. Đây vẫn là số 1 chứ, thầy này bỏ đi, bỏ cái số này đi, là số 0 là sai rồi. Ta làm tròn đến bao nhiêu? Đến hàng chục nghìn mà, hàng chục nghìn thì đúng rồi. Như vậy thì hàng chục nghìn đây là 32 nghìn nhá. Đấy, anh ta làm tròn câu A đây là 32 nghìn nhá. Rồi, tương tự như vậy thì câu B nè. Thì yêu cầu mình làm tròn số này. Câu B nhé, âm 2, 5, 1, 6, 7, 9, 1, 4, đến hàng chục triệu. Hàng chục triệu các em. Đây chúng ta đếm này, đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này, đúng không? Chục nghìn này, trăm nghìn này, triệu. Đây đúng không? Đúng không? Hàng triệu đây, chục triệu. Như vậy thì hàng chúng ta làm tròn đây chính là số mấy đây? Số 5. Được chưa? Số 5 là hàng làm tròn. Đến hàng chục triệu. À vậy thì hàng chục triệu là số 2 chứ em. Đây là mới hàng triệu nè. Chục triệu là số 2 em ạ. Đơn vị này chục này, trăm này, nghìn này, chục nghìn này, trăm nghìn này, triệu này, chục triệu, đúng không? Đó. Như vậy chục triệu đây là số 2. Đứng bên phải của số 2 là số 5 này. Nó bằng với số gì? Số 5. Đấy, như vậy bằng với số 5 thì tất cả những số đằng sau bên phải đây là sẽ là số nào các em? Tất cả những số này thì sẽ là số gì? Số 0 hết nè. Đúng chưa? Đó. Nguyên tắc này nè các em. Lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi số 0.
Đấy, vậy thì đây cũng sẽ là số 0 luôn. Rồi cộng thêm 1 vào chữ số hàng làm tròn. Vậy thì 2 cộng với 1 thì đây sẽ là mấy? 3. Vậy đây sẽ là gì? Làm tròn là 30 triệu. Được chưa? Đấy, bài này chúng ta đã làm tròn lên là 30 mấy? 30 triệu nhá. Còn anh ở trên là 32.000. Xong chưa? Thầy viết lại nha, đây là 32.000. Còn anh này chúng ta làm sẽ là bao nhiêu? 30 triệu. Được chưa? Xong nhá. Rồi, vậy thì đó là đối với số nguyên. Còn chữ số thập phân ta sẽ làm tròn thế nào? Chúng ta sang phần số 2. Làm tròn cái số này 76,421 đến hàng phần 10. Phần 10 tức là gì? Chữ số thập phân đầu tiên này các em. Đó, tức là chữ số 4 này nè. Rồi, vậy thì các em nhìn ở đây, người ta hướng dẫn cũng tương tự như làm tròn số nguyên. Ta có thể làm tròn một số thập phân đến hàng nào đó, chẳng hạn này. Như vậy ở đây chúng ta làm tròn đến gì? Hàng phần 10, tức là đến số 4 nè. Tìm chữ số hàng phần 10, được chưa? Tìm số đứng hàng phần trăm, tức là đứng ngay bên phải của nó. Đây là số mấy? Số 2. Như vậy số 2 so sánh với số 5 thì 2 làm sao? Nhỏ hơn, hơn 5. Nên số 76,421 chúng ta giữ nguyên chữ số gì? Chữ số 4 ở hàng phần 10, hàng làm tròn, rồi thay lần lượt các số đứng bên phải của nó bằng số gì? Số 0. Vậy thì cũng giống như gì? Như là số số nguyên, đúng không? Đó, không có khác gì nhiều, đúng chưa? Rồi, tương tự như vậy thì đối câu B, làm tròn đến hàng chục, chúng ta cũng cứ tự đọc nhé. Và ghi ra cho thầy nhận xét đây. Để làm tròn một số thập phân đến hàng nào đó, ta thực hiện giống như cách làm tròn một số số nguyên đến hàng nào đó, sau đó bỏ đi những chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân, tức là bên phải của dấu gì? Dấu phải, nếu mà có những chữ số 0 tận cùng. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy các em có thể tự đọc thêm ví dụ 2 và lời giải của ví dụ 2. Được chưa? Đấy thì thầy, những cái này quá đơn giản rồi, thầy sẽ không nhắc nhiều. Rồi, vậy thì quay lại bài toán mở đầu. Bài toán mở đầu của chúng ta đây. Cái lượt khách này nè, ở đây là bao nhiêu? 12. Thực tế nhá, số liệu thực tế nè, 12 triệu nè, 870.506. Vậy tại sao mà người ta lại làm tròn lên là 12,9 triệu? Đó, lại thành 12,9 triệu. Vậy thì có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là gì? Người ta đã làm tròn đến số gì? Số gì đây? À, số thập phân. À, xin lỗi các em, số gì? Số hàng trăm gì? Trăm nghìn, đúng không? Nè, đơn vị nè, chục nè, trăm nè, nghìn, chục nghìn, trăm, trăm nghìn. Đấy, vậy thì chính là cái số làm tròn này là số 8 này các em. Đứng bên phải của số 8 là số 7 này, lớn hơn 5. Vậy thì lớn hơn 5 thì tất cả những số này chúng ta sẽ đưa về số mấy? Số 0 hết nè. Được chưa? Và số làm tròn này nè, các em sẽ cộng nó thêm mấy đơn vị? 1 đơn vị. Vậy thì 8 này nè, các em cộng thêm 1 là 9. Vậy thì có phải là 12? 12 triệu 900 nghìn thì ta viết là 12,9 không? Đó, vậy thì đây chính là lý do nhé. Lý do tại sao trong bản tin lại viết như vậy. Được chưa? Đó, thì thầy đã giải quyết chúng ta nhé. Chính là trong cái phần làm tròn số thập phân đấy các em. Ổn chưa nào? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng giải cái vận dụng 2 ở đây. Thì thầy đã làm tất cả và thầy cũng nhắc rất nhiều trong các clip rồi đúng không? Những cái phần nào mà trong sách giáo khoa người ta có lời giải thì các em có thể tự đọc để chúng ta tự làm cho nó nhớ. Thầy sẽ tập trung vào những cái câu hỏi hoặc là gì, những cái phần vận dụng hoặc là thực hành để hướng dẫn cho các em thôi.
Rồi, vận dụng số 2. Câu A nhé. Làm tròn cái số này. Âm 2, 3, 5, 6, 7. Đến cái hàng phần 10. Đấy. Hàng phần 10, nhớ nè. Phần 10. Vậy thì đây là phần nguyên nè. Sau dấu phẩy của số thập phân sẽ là hàng phần 10, chính là anh số mấy đây? Số 5 nè. Đúng không? Bên phải của hàng phần 10 đó là hàng phần trăm. Số 5 này. Hàng phần trăm của số 5 đấy là, đúng rồi, là số 6. So với số 5 thì 6 này lớn hơn gì? Hơn 5. Như vậy thì theo nguyên tắc của số nguyên thì tất cả những số đứng bên phải của nó sẽ là gì? Số 0. Số mà chúng ta hàng làm tròn này sẽ cộng thêm 1. Đấy là 6. Được chưa? 2, 3, phẩy. Sau khi làm tròn xong thì chúng ta sẽ bỏ đi những chữ số gì? Số 0 của phần gì? Thập phân tận cùng. Được chưa? Đó. Như vậy đến đây các em có thể làm tròn ở đây là bao nhiêu? Làm tròn đây là bao nhiêu đây? À, như vậy thì sẽ là sấp xỉ 23,6 triệu. Xong chưa? Ổn chưa các em? Xong nhá. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ đến với câu B. Làm tròn cái số. À, nhớ đây này thì có phần âm đằng trước nữa nhá. Được chưa? Phải có phần âm đằng trước nha. Số người ta cho đây là có số âm này. Âm 2, 5, 1, 6, 7, 9. Như vậy đây thì yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm. Phần trăm tức là gì? Phần của số thập gì? Thập phân. Vậy thì phần trăm đây, sau dấu phẩy phần 10, phần trăm chính là số mấy đây? Số 6 này các em. Đấy. Vậy thì chúng ta xét này. Sau cái số 6 này này là số 7 này. Số 7 này lớn hơn số 5. Số 7 lớn hơn số 5. Vậy thì tất cả những chữ số của bên phải cái cần làm tròn chúng ta sẽ biến nó thành số gì? Số 0. Số cần làm tròn sẽ cộng thêm 1 đơn vị. Đó, vậy thì đây sẽ là số mấy? Số 7. Được chưa? Rồi, như vậy mình sẽ làm tròn được số này trở thành bao nhiêu? Âm này, vẫn giữ nguyên này. 2, 5, 1. 6 này chúng ta cộng thêm 1 rồi đúng không? Là 7 đúng không? Đó. Đây sẽ là 7 nè. Được chưa? Ta sẽ bỏ hai cái số 0 này đi đúng không? Đây đúng của nó sẽ là gì? 25,1700. Vậy thì mình sẽ bỏ hai cái số 0 này đi. Chỉ cần lấy là bao nhiêu? 25, bao nhiêu? 17. Xong chưa? Đấy thì những cái bài này nó khá dễ rồi. Thầy sẽ không phân tích nhiều nữa nhé. Và các em cố gắng làm trước cho thầy các cái phần bài tập để chúng mình gặp nhau trong cái tiết tiếp theo nha. Rồi, hẹn gặp lại các em.